Từ nhà mình đi bộ lững thững khoảng 500 m sẽ ra mặt đường cao tốc. Đối với mình, đường lớn hay đường nhỏ ở nơi đây chỉ khác nhau về tốc độ xe chạy nhanh hay chạy chậm và sự xuất hiện của đèn giao thông. Còn ngoài ra, mọi nơi đều giống nhau ở màu xanh, từ độ phủ của cây cối và không khí thoáng đãng bao quanh. Mùa hè năm nay, mình bắt đầu cho nếp tập xe đạp hai bánh và xe scooter. Mà nếp tập xe hai bánh chỉ mất đúng 3 ngày thôi. Hôm nào mình sẽ kể sau nhé. Còn sáng nay, cả nhà đi lấy đồ mình đặt mua qua mạng và được giao ở một trạm Circle K. Nhân tiện, nhà mình ghé vào ngắm nghía khu bán hoa nhỏ ở gần đây. Ở khu vực này, mùa đông mọi người sẽ dựng bán những gốc thông thơm dịu. Còn như mùa hè hiện giờ, sẽ có nhiều loại hoa đủ màu sắc và cả những luống rau thơm nữa. Tháng 5 là tháng của hoa bồ công anh đấy. Mình thấy không chỉ trẻ con mà cả người lớn cũng có lúc thích chơi thổi phù phù những bông hoa dễ thương này. Mình chắc chắn sẽ gặp mọi người ở clip khác với cả một thảm hoa bồ công anh nhé. Ta-da! Món đồ mình vừa đi lấy về đây. Đây là nhà nấm. Một người bạn đã mua về trồng thử và khen trồng rất dễ. Cứ chăm phun sương để tưới mỗi ngày là sẽ được mẻ nấm bào ngư thật to, do tự tay mình trồng đấy. Trồng nấm, các bạn mèo ở ngoài vườn và một ít hoa. Dạ đúng rồi mẹ. Dù không giỏi trồng trọt, nhưng lại giỏi ăn đấy. Nên mình cũng háo hức muốn thử. Và quan trọng là muốn cho con gái chăm sóc và quan sát nấm khi hai mẹ con cùng làm với nhau. Ôi, nhưng mình lại phải thêm một cái hẹn cho lần khác để khoe nhà nấm kỹ hơn với mọi người. Vì kế hoạch chính của ngày hôm nay là nhà mình sẽ lái xe ra cánh đồng hoa cải đấy. Còn nhớ 2 năm trước mình muốn đến đồng hoa cải, nhưng vừa không biết chỗ vừa bị qua mùa mất. Vì mình chưa có kinh nghiệm nên mất thời gian tìm trên mạng mãi. Đến khi biết được địa điểm thì đã lỡ mùa. Hoa đã được các bác nông dân thu hoạch hết rồi. Nhưng đến năm kế tiếp có kinh nghiệm hơn thì nhà mình đã thực hiện được chuyến đi. Còn năm nay, chẳng những canh đúng thời điểm mà còn tìm được nhiều nơi khác nhau có đồng hoa vàng rực rỡ.
Bạn có thấy không? Cánh hoa thằng cao chỉ vừa tầm đứng của bé con với những cánh hoa vàng mỏng nhẹ. Nếu đứng một mình, chắc sẽ không ai để ý đâu. Nhưng cả một khoảng không gian đầy hoa dưới ánh nắng mùa hè như thế này càng làm màu vàng thêm rực rỡ nhỉ? Trong những ngày đầu tháng 5 còn se lạnh, mình vẫn thực hiện được chuyến đi nhỏ ra ngắm nghía và chụp hình cho con gái ở cánh đồng hoa cải như đã định. Xung quanh vắng vẻ và trải dài một màu vàng sáng bừng cả góc trời, như vốn dĩ mọi thứ vẫn bình thường diễn ra mà không hề có chút ảnh hưởng nào của cơn đại dịch. Nên mình nghĩ rằng nếu chọn sự hài hòa tĩnh lặng và quay về với thiên nhiên thì có lẽ thiên nhiên cũng tặng về cho chúng ta nhiều món quà quý giá lắm đấy. Hôm nay từ nhà đến đồng hoa khoảng 40 cây số, lái xe chừng 30 phút thôi, nên mình cũng không vội và bận khi chuẩn bị bữa tối. Cũng sẵn nếp đang vui, chiều nay mình bày vẽ một chút nên làm takoyaki để cả nhà cùng ăn. Chào cha, chào ông, cần chào bình thường luôn mà. Takoyaki là bánh bạch tuộc, nhưng nhà mình hay làm theo kiểu có gì vậy đấy. Nên chiều nay thay bằng tôm, bắp cải, cà rốt và cả bắp nữa. Mà bạn có hay ăn takoyaki không? Hoặc bạn có thường tự làm bánh canh, bánh xèo hay bánh tôm ở nhà chẳng hạn? Có đồng ý với mình là những món này để ăn thì ít mà để vui thì nhiều không? Vui vì ngồi tự đổ bánh, rồi ngồi nói chuyện với nhau trong lúc nghe dầu sôi xèo xèo, xong lại xuống vào canh bếp. Mùa hè trời còn sáng trễ lắm, nhà mình ăn tối đây. Mời bạn xem ít hình của nếp ngoài đồng hoa cải nhé. Có cả hình năm ngoái nữa đấy.